Chào mừng mọi người đã quay trở lại video clip tiếp theo của Tom Auto Center. Thì với mức giá mà dưới 800 triệu thì hôm nay em Hải mang đến cho mọi người một em Mercedes S550 phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Sang trọng nhưng mà giá thành lại tốt, dưới 1 tỷ nhưng mà là xe mẹt đàng hoàng nha mọi người. Đây, em Mercedes này tuy là hơi già nhưng mà vẫn thuộc đang độ tuổi teen. Tính tới nay thì em đã được 17 tuổi. Sở hữu chiều dài, chiều cao và chiều rộng lần lượt là hơn 5m2, chiều rộng là hơn 1m876 và chiều cao là hơn 1m468. Thì em Mercedes này được một cái điểm lợi thế, đó là cái trục cơ sở dài hơn 3m1. Trục cơ sở dài này sẽ giúp cho những người mà ngồi bên trong thoải mái hơn, tiện nghi hơn khi mà duỗi thẳng cả chân được luôn. Rồi, về phần đầu xe thì em Mercedes này với cái thiết kế làm cho em Hải liên tưởng tới một cái mẫu xe huyền thoại của nhà Mercedes luôn, S63. Nhưng mà em Mercedes S550 này trang bị khối động cơ V8 M273 5.5 lít thôi. Rồi, phần đầu xe, những năm 2006 xe cũng đã được trang bị đèn bi xe nông ánh sáng trắng, cũng khá là bắt mắt, khá là đẹp. Phần mặt ga lăng khá là mới. Tổng thể cái phần đầu xe cho tới tận bây giờ thì em Hải vẫn thấy nó cũng có nét hiện đại, cũng có nét sang trọng. Đây, không để mọi người chờ lâu, em sẽ bật cái nắp capo lên cho mọi người cùng xem. Em S550 này sở hữu một khối động cơ mà trước khi mở capo em thấy có hai cái hốc hút gió rất là lớn. Để mà mở được cái capo của em này cũng khá là độc đáo, phải nhấc lên cho cái cây này nó lòi ra mọi người, có cái lẫy nó lòi ra, kéo cái lẫy này đưa lên mới được ha mọi người. Mặt ga lăng là dính liền với lại nắp capo. Rồi, khối động cơ M273 của chúng ta mang tới công suất là 382 mã lực, mô men xoắn cực đại là 550 Nm, giúp cho những anh chị nào mà thích bứt tốc, đề ba hoặc là vượt mặt trên cao tốc rất là dễ dàng. Và tiếp theo, với em S550 này được trang bị hệ thống treo khí nén. Đây, làm sao để em Hải biết đó là hệ thống treo khí nén? Thì đây, một cái ống hơi dẫn vào đầu phuộc. Ống hơi này sẽ giúp cho chiếc xe nâng lên, hạ xuống hoặc là thích ứng với cái chế độ lái. Mặc dù em này mất cái logo V8 nhưng mà không sao, nếu quý anh chị nào mà mua cái xe thì em lấy cái chữ V8 của xe khác em gắn vô. Rồi, tổng thể em này thì với khoang động cơ vẫn còn đẹp theo thời gian thôi mọi người. Rồi, tiếng đóng nắp capo nè, rất là cứng cáp luôn, rất là nặng. Bật mí với mọi người thì em S550 này có trọng lượng là hơn 2 tấn lận. Hơn 2 tấn mọi người không nghe nhầm đâu, rất là nặng. Rồi, thân xe của em thì được trang bị những cái viền nẹp chrome quanh cửa kính đây. Tay nắm cửa cũng mạ chrome, có cái nút keyless go để khi mà chúng ta lóc cửa hoặc là mở cửa thì không cần phải bấm chìa khóa. Nẹp chrome ở dưới đây cũng được trang bị nè mọi người. Tại vì sao? Tại vì những cái điểm này trên những cái chiếc xe mà sang trọng thì phải được tích hợp. Đây, điển hình là một em S500 đời 2017. Mọi người thấy không? Cái nẹp chrome của em nó vẫn là giữ cái nét đặc trưng từ xưa đến nay luôn. Về phần mâm xe của em Mercedes S550 này trang bị với bộ mâm em này thì đã thay đổi mâm rồi nha. Mâm này là mâm của em S450 đa chấu, vẫn là sơn bạc thôi, rất là hoài cổ, rất là cổ điển, với kích thước là 255/45R18, có cảm biến áp suất lốp và anh chủ rất là ưu ái khi mà trang bị cả lốp Pirelli. Lốp này thì bật mí với mọi người cũng khá là mắc tiền và lốp cũng vừa mới thay luôn, cuối năm 2022 bốn lốp mới, quên chỉ việc sử dụng thôi. Và trên S550 chúng ta có hít rất là nhẹ nhàng, kính trang bị kính hai lớp. Về phần đuôi xe của em Mercedes S550 này với cái thiết kế rất là xịn,
Nhưng mà thời điểm 2006 thôi mọi người, đèn tín hiệu đã sử dụng ánh sáng dạng LED rồi. Phần đuôi cũng được trang bị một cái nẹp chrome bóng, logo trung tâm chữ S550, cảm biến trước và sau 8 cảm biến. Cốp cũng được trang bị là cốp điện với khoang cốp cũng khá là rộng. Và khi mà thấp xuống, chúng ta không thấy được cái ống xả của em S550 này đâu. Bởi vì sao? Bởi vì đây là xe sang trọng nên ống xả cũng được phà xuống dưới đất một cách sang trọng. Đây, không thấy ống xả đâu hết á. Và khi được ngồi ở vị trí lái này thì em Hải ngồi cảm giác rất là thích thú. Bởi vì sao? Những cái tiện nghi đã nằm hết trên cái cánh cửa này rồi. Chỉnh điện, bơm lưng đa hướng, ghế nhớ 3 vị trí, chỉnh luôn cả ghế trước bên phụ, hệ thống sưởi và làm mát ghế. Và cái lẫy mở cửa là bằng kim loại luôn mọi người, rất là cứng luôn. Rồi, bên dưới là không sử dụng hệ thống nâng hạ cửa kính mà dạng móc nữa mọi người. Chỉ cần bấm nút lên xuống, ở đây là hệ thống gập chỉnh gương. Và cái hộp, đây có một cái hộp để đựng đồ trang sức, nằm ngay dưới bên này luôn nha mọi người. Rất là nhẹ nhàng. Em này sử dụng hệ thống loa Harman-Kardon tới 9 loa lận. Rất là hay luôn. Để chút xíu nữa em Hải sẽ bật nhạc cho mọi người nghe cái hệ thống âm thanh này như thế nào nha. Và trên Mercedes S550 thì việc điều chỉnh hệ thống đèn nằm ngay trên đây. Và cái núm xoay này cũng được làm bằng kim loại nguyên khối. Phanh tay điện tử 206 đã có. Hệ thống rửa đèn thì chỉ cần bấm nút ngay đây thôi. Với một cái vô lăng đẹp như thế này, sẽ được tích hợp điều khiển chỉnh điện 4 hướng. Gạt mưa thì nằm bên này. Điều khiển ga tự động và giới hạn tốc độ thì nằm ngay trên đây. Cái cần nghe mọi người, sang số ở ngay trên vô lăng. Vô lăng thì được ốp gỗ bọc da với cái màu vàng nâu này. Rồi các nút để điều khiển hệ thống thông tin giải trí. Về phần màn hình thông tin thì em S550 này được trang bị với một cái màn hình LCD màu ở phía trung tâm biểu thị tốc độ của xe. Bởi vì đây là xe nhập Đức nên sẽ sử dụng là mai nha mọi người. Hai bên là biểu thị là nhiệt độ nước làm mát, rồi lượng xăng trong bình và tua máy thì nằm bên này. Và màn hình giải trí được đặt ở phía giữa của xe nhưng mà có thể di chuyển qua lại được bằng nút bấm. Rất là hay luôn nha. Khi mà người lái đi một mình hoặc là muốn xem bản đồ hoặc là video gì đó thì chỉ cần bấm qua bên này. Rồi, cảnh báo va chạm, tắt ESP, nâng hạ gầm đây mọi người. Bởi vì trang bị phục hơi mà em này nâng hạ gầm được. Một cái đồng hồ IWC đặc trưng của nhà Mercedes. Và một cái phần ốp màu đen, gỗ piano. Rất là đẹp luôn nha. Các nút bấm để điều khiển hệ thống điều hòa nè. Và bên dưới này, hệ thống sử dụng ổ 6 DVD. Và dưới đây có một cái hộc nhưng mà có thể là sử dụng đĩa mềm hồi xưa mọi người. Rồi, đóng vô toàn bộ bọc da rất đẹp ha. Và phần hộc để đồ cũng được trang bị là da. Bên dưới là có một loạt hệ thống điều khiển giống như là massage nè, bật đoạn đồ nè, bật đèn ưu tiên nè, điều khiển hệ thống media. Rồi, bên nút này chúng ta có hai chế độ Comfort và Sport. Hệ thống động cơ và hệ thống phuộc sẽ được điều chỉnh theo chế độ lái của chúng ta. Cái nút này là gập từ đầu và nút này là cài đặt cái phần ưu tiên. Để điều khiển cái màn hình này giải trí trung tâm này, chúng ta sẽ sử dụng một cái núm xoay ngay đây nha mọi người. Em này vẫn còn giữ được cái nút bấm phím để nghe gọi ngay đây nha mọi người. Rất là dễ thương. Và đặc biệt cái bệ tì tay của em này, chúng ta có thể mở bên này ra. Đây, toàn bộ thông tin của em này sẽ nằm ở đây nha mọi người. Em này biển số Sài Gòn. Đó, chúng ta mở bên này ra được nha. Rồi đóng lại và ấn cái nút bên này để mở cái phần phía bên này lên. Sao cho người lái cũng mở được mà người ngồi phía trước cũng mở được cái hộp này. Bệ tì tay rất là dài, rất là thoải mái. Về phần hàng ghế phụ, em này phần hàng ghế phụ cũng được may y chang với lại ghế chính thôi. Vành che chám, ghế rất là bự, ngồi rất là thoải mái. Cũng được trang bị chỉnh điện bơm lưng đa hướng. Lấy mở cửa cũng bằng kim loại nhớ 3 vị trí. Rất là tiện nghi. Em này trang bị tới 8 túi khí lận. Ở bên trần chúng ta có một cái nút để điều khiển cửa sổ trời. Em này sẽ gọi là moonroof. Moonroof tức là cái kính sẽ được nằm lọt lòng bên trong của cái thân xe. Còn sunroof thì cái kính sẽ được lật
để trên nóc của cái thân xe này. À, gương chiếu hậu trung tâm chống chói mở cửa nhà để xe. Rồi, bây giờ mọi người cùng em Hải khám phá hàng ghế phía sau của em Mercedes S550 này nha. Phải nói rằng cái vị trí ngồi hàng ghế thứ hai này rất là tuyệt vời mọi người ạ. Đây, em Hải cao 1m65, duỗi chân mà thẳng đụng lên ghế ghế của ghế lái luôn. Được trang bị hai màn hình giải trí, cái này cũng khoảng 12,3 inch nha mọi người. Cái này là màn hình lên LCD, thích hợp cho gia đình chúng ta giải trí hoặc là coi phim. Rồi, với những cái phần xe sang trọng này cũng được trang bị cửa gió điều hòa ở cột B nha, đa phần là như vậy. Rồi, về phần táp bi cửa, ở hàng ghế thứ hai này táp bi cửa cũng có 3 nút để điều khiển lại mọi người. Nâng hạ cửa kính ở phía sau bên tài và phía sau bên phụ. Để làm gì? Bởi vì đây là vị trí của trợ lý chủ tịch. Đây là vị trí ngồi của chủ tịch. Đã đây, chỗ ngồi an toàn nhất trong xe là chỗ này nha mọi người. Ha, chỗ ngồi an toàn nhất trong xe. Và cái họng gió điều hòa cũng có ở hàng ghế thứ hai này. Rồi, trên đây có một cái tàu sạc 12V nè mọi người, hai cái luôn rồi, hai cái tàu sạc 12V. Và khi mà đi 4 người chúng ta mỏi tay quá thì làm sao? Đây, cái bệ tì tay này có một cái hộc đồ bọc nhung cho chúng ta, rất là dễ thương ha. Rồi để ly, khay để ly ha. Rồi mà đi 5 người thì gạt lên thôi. Và cũng có hộp gạt tàn thuốc, nhưng mà cái này là em Hải khuyên mọi người đừng bao giờ hút thuốc trong xe hết. Bởi vì khi mà hút thuốc trong xe, cái mùi hôi sẽ ám lên cả cái phần da và cái phần gỗ, và những cái người mà đi chung xe với mình rất là khó chịu khi mà ngồi hít cái mùi thuốc như này. Cái mùi hôi nó sẽ ám vào trong xe. À, lấy mở cửa cũng làm bằng kim loại luôn hả? Ồ, rất là cứng cáp luôn. Rồi, sẵn đây em Hải cũng chia sẻ cho mọi người để phân biệt giữa S và Maybach. Thì chúng ta có thể nhìn nhanh qua cái cửa này. Nếu như là Maybach thì cái phần ô cửa nhỏ này sẽ được nằm ngay trên thân, và cái phần cửa này sẽ được tới đây là hết rồi. Nó sẽ được cắt tới đây là hết rồi, nếu là Maybach nha. Còn là S thì cái phần cửa nhỏ này sẽ nằm ngay trên cánh cửa ngay đây luôn à. Để phân biệt nhanh nhất giữa Maybach và S khi nhìn qua cánh cửa này. Và vừa rồi em Hải cũng đã giới thiệu toàn bộ em S550 này cho quý anh chị. Nếu quý anh chị nào yêu thích em nó, muốn sở hữu em nó thì hãy liên hệ ngay hotline bên dưới 0919 303 101, hoặc tới hẳn salon của Tom Auto Center ở 529 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp. Với mức giá dưới 800 triệu, quý anh chị không nghe nhầm đâu. Sở hữu một cái em xe vừa sang trọng vừa đẳng cấp, máy móc nguyên zin, thân vỏ nguyên zin, để cùng vi vu với mọi người trong gia đình.